Đây là đầu tiên hoàn toàn mới như vậy, em thấy luôn như vậy. Đây là đầu tiên hoàn toàn mới. Dạ, bao nhiêu? Như táo là bị cái đá đấy chị. Ừ, phải nó hóa trắng nó mới đá rồi từ ngoài vàng nhưng mấy hũ nó đỏ nó nằm vậy. Không biết. Không có làm đến đâu. Nó hàng là mấy sáu. Rồi cái hình dừa cũng vậy. Cái đầu dừa chứ. Rồi dừa hóa trắng hả? Cái đá cũng không được. Rồi sao? Còn để đá hả? Chị hoa bỏ rồi. Không biết là có chút ít nào ngoài thì nó thích cái thùng xuống dưới rồi. Cái đang đặt mới rồi hả? Nhưng mà còn nhiều người nhiều sống không? Chị em không thấy, cái thùng đầu em không thấy. Không biết là có múc cái nào ra ngoài chỗ hộ tủ tí không mà em thấy cái nào. Chị thấy nó múc thấy mà có lúc nó dễ dàng. Vậy hả? Bởi em tìm cái thùng đầu dừa trong cái thùng giấy á. Không thấy. Nó còn hay đặt ra nó bị tay hả? Thank you.